Hồ Ngọc Hà, người đàn bà U40 tuổi Tý có trong tay mọi thứ, chỉ thiếu một tấm chồng. Mọi người vẫn thường đặt gán ghép cho chị một cái biệt danh không mấy hay ho, là ngỡ rằng là mình vào nhà người ta để mình có thể cướp đi một cái điều gì đấy. Nhưng hoàn toàn cái hoàn cảnh nó không phải là như vậy. Hồ Ngọc Hà sinh năm 1984 tại Quảng Bình. Người đẹp tuổi Tý hiện tại là ngôi sao đình đám hàng đầu của làng giải trí Việt Nam. Ở Hồ Ngọc Hà hội tụ nhiều điểm mà bất cứ phụ nữ hiện đại nào cũng mong muốn đạt được, từ ngoại hình, danh tiếng và sự giàu có. Theo các nhà tổ chức sự kiện tiết lộ, Hà Hồ hiện có mức cát xê dao động ở khoảng 7.000 đến 10.000 đô tùy tính chất chương trình và mối quan hệ đôi bên. Ở tuổi 36, Hồ Ngọc Hà là bà mẹ đơn thân đắt giá hàng đầu showbiz. Cô sở hữu khối tài sản mà nhiều nghệ sĩ Việt phải ao ước. Về đường tình duyên, có lẽ không người đẹp nào ồn ào như Hà Hồ. Cô bị đồn kết hôn với một thiếu gia Hà Thành khi mới 17 tuổi là đại gia Phạm Quang Hắc. Và không thể phủ nhận rằng, người đàn ông này đã giúp cô đổi đời, lột xác từ một cô người mẫu gầy nhẳng đen nhẻm, có bệ phóng để nổi tiếng như hiện tại. Sau khi lột xác, Hà Hồ đã tìm đến Huy Tuấn để thử sức với lĩnh vực ca hát. Nếu không có nhạc sĩ Huy Tuấn ra sức giúp đỡ, thì album đầu tay 24 giờ 7 ngày của Hà Hồ không thể có mặt trên thị trường và tạo đà cho một khởi đầu non nớt. Mối quan hệ thân thiết giữa Hồ Ngọc Hà và Huy Tuấn khiến gia đình nhạc sĩ bắt đầu lục đục, nên chỉ ít lâu sau thì những lời đồn thổi về cặp đôi này chấm dứt, họ cũng ít xuất hiện bên nhau như trước. Trong thời gian Huy Tuấn làm album 24 giờ 7 ngày cho Hà Hồ, Huy MC là người bạn thân thường xuyên qua chơi và giúp đỡ Hà Hồ về mặt kỹ thuật thanh nhạc. Dư luận lại dấy lên tin đồn Hồ Ngọc Hà tiếp tục là người thứ ba chen vào hạnh phúc gia đình của Huy MC. Chưa từng được kiểm chứng, nhưng trong showbiz Việt vẫn tồn tại lời đồn về cái tát của Phương Thanh thay cho Thu Phương, vợ của Huy MC, dành cho Hồ Ngọc Hà để răn đe đàn em. Cuộc hôn nhân kéo dài 10 năm của Huy MC và Thu Phương sau này đổ vỡ. Người ta vẫn cho rằng một phần nguyên nhân chính là do Hà Hồ. Trong một bài phỏng vấn mới đây, Huy MC cũng thừa nhận giai đoạn đó anh và Hồ Ngọc Hà đúng là tình yêu sét đánh. Một trong những mối tình ồn ào của Hồ Ngọc Hà phải kể đến cuộc tình tay ba với Tuấn Hưng và Thân Thúy Hà. Khi đó, Hà Hồ là bạn thân của Thân Thúy Hà, nhưng cô cũng được cho là nguyên nhân khiến tình cảm của bạn với ca sĩ Tuấn Hưng lục đục. Sau khi chia tay Thân Thúy Hà, Tuấn Hưng cặp kè với Hà Hồ. Tuy nhiên, mối quan hệ này cũng kéo dài được không bao lâu thì cả hai chia tay. Tuấn Hưng nghi ngờ Hồ Ngọc Hà ngoại tình và nữ hoàng giải trí quyết định chấm dứt với người đàn ông không hề tôn trọng mình. Qua sự giới thiệu của nhạc sĩ Huy Tuấn, Hà Hồ và Đức Chí đã có dịp quen nhau và nảy sinh tình cảm trong quá trình thực hiện album 24 giờ 7 ngày năm 2004. Cô có 3 năm gắn bó với nhạc sĩ Đức Chí trước khi đến với Cường Đô La. Ban đầu, khi mối quan hệ giữa Hà Hồ và Cường Đô La rò rỉ, nhiều người nghĩ cô đến với doanh nhân phố núi vì tiền, vì ham danh vọng. Dư luận còn khẳng định, chuyện tình đó chẳng thể có một kết thúc đẹp cho đến khi cậu con trai Subel khó khỉnh chào đời. Sau bao nhiêu năm chung sống, chưa từng có một đám cưới nào diễn ra giữa Hà Hồ và Cường Đô La. Cuối cùng, cặp đôi cũng không thể giữ được hạnh phúc trọn vẹn, kết thúc đường ai nấy đi. Về phía nữ hoàng giải trí, cô cũng có suy nghĩ khá cởi mở, chia sẻ. Vì thế, cho đến thời điểm này, Cường và Hà là những người bạn tốt của nhau. Chúng ta có thể đi du lịch cùng con, chúng ta cũng có thể nằm chung một giường, cho con say giấc ngủ rồi việc ai người đấy làm. Hà nghĩ với nhiều người điều ấy là không thể, nhưng với bọn Hà là có thể. Nữ ca sĩ từng bị lên án tẩy chay khi có thông tin cặp kè với đại gia Kim Cương Chu Đăng Khoa, người đã có vợ và 3 con. Một lượng lớn người hâm mộ lên tiếng kêu gọi tẩy chay Hồ Ngọc Hà, yêu cầu các thương hiệu nhãn hàng dừng sử dụng hình ảnh của nữ hoàng giải trí để quảng cáo. Những nhãn hàng Hà Hồ làm đại diện quảng cáo cũng bị cắt. Hiện tại Hà Hồ mặn nồng bên Kim Lý. Kim Lý là một gương mặt diễn viên đạt được nhiều thành tựu với những vai diễn đình đám. Từ sự hợp tác ăn ý trong MV ca nhạc Cả Một Trời Thương Nhớ, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý vướng phải tin đồn phim giả tình thật. Sau một thời gian phủ nhận, cặp đôi đã chính thức thừa nhận hẹn hò, khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. Đây là mối tình được ủng hộ nhiều nhất của nữ hoàng giải trí từ trước đến nay. Trải qua quá nhiều biến cố và đổ vỡ trong hôn nhân, nhiều người hâm mộ mong chờ cho chuyện tình cảm của Hà Hồ và Kim Lý sẽ có một cái kết đầy viên mãn. Hà Hồ tâm sự, cô và bạn trai hợp nhau về nhiều điểm. Chính điều đó giúp họ gắn kết suốt thời gian qua. 36 tuổi, người đẹp tuổi Tý vẫn chưa vội chuyện cưới hỏi, có trong tay mọi thứ, nhưng Hồ Ngọc Hà lại thiếu một tấm chồng.